Rồi, hôm nay mình giới thiệu đến quý vị và các bạn ha. Đây là di tích Trường Sa, Hoàng Sa nè các bạn ha. Mình ngay chỗ nhà trưng bày ha. Bây giờ mình sẽ vô bên trong đây mình quay xem những cái di tích ngày xưa những người mà có công ra Hoàng Sa, Trường Sa để đánh dấu lãnh thổ của Việt Nam á, là gồm có những cái gì nha các bạn. Wow, đây bên trong đây à, khách tham quan yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn ha. Này, đây là những cái chiến sĩ quân đội nhân dân đã ghi chiến tích hoài hùng à. Đây mình quay cho các bạn, có thể không biết có xem có được không ha. Đây mình quay sơ, các bạn có đọc thì mình bấm dừng lại rồi mình đọc nha. Đây chiến tích của Hoàng Sa, Trường Sa nè các bạn à. Cái này là bằng gỗ nha, bằng gỗ sơn lên giống như một cái tảng đá đó các bạn. Đây là những chiếc thuyền, những chiếc thuyền mà đầu tiên nó ra đây hay sao á. Những hình ảnh đây, đây mình quay sơ cho các bạn xem, các bạn bấm dừng lại để mình đọc nha. Từ thời Pháp này phải. À, đại tướng Lê Đức Anh nè, ủy viên Bộ Chính trị, quốc phòng, đọc diễn văn kỷ niệm 35 ngày thành lập Quân chủng Nhân dân Việt Nam. Có biểu của đại tướng này nè các bạn. Đây Hoàng Sa, đảo Trường Sa ha. Đây cột mốc đảo Trường Sa của Việt Nam đây, vĩ độ là 8 độ 38 phút ha, kinh độ là 111 ha. Này ngày xưa này. Đây, ở đây là chủ đề miệng núi lửa Thới Lới này các bạn. Đây là chủ đề là hải đăng Lý Sơn này. À, đây ngọn hải đăng Lý Sơn này. Thì bây giờ nó có cái chỗ nó thêm một cái bể nước nằm ở vị trí này. Đây ruộng bậc thang đảo bé Lý Sơn, thắng cảnh bãi sa âu đảo bé Lý Sơn. À, cái chỗ mà tắm biển này Lý Sơn ở đảo bé có một cái bụng tắm biển ở chỗ này. À, di sản địa chất núi lửa đảo bé Lý Sơn. Đây, thắng cảnh hàng cầu nè các bạn, hàng cầu đây. À, cái khu vực này chụp hình rất là đẹp. Đây là vòm đá Tò Vò, vòm đá Tò Vò Lý Sơn. Đây là cánh đồng cát. Đây là hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh. Đây là tưởng niệm, này là làm lễ rồi các bạn. Bùa Lạc Bùi Thượng đảo Lý Sơn à, ông này đạt cúp vàng lặn biển nè. Này, quay quay cá trên biển nè, cảnh ngư dân Lý Sơn đánh bắt cá trên biển ha. Đảo Ngọc ở Hoàng Hôn, bên đảo Ngọc. Đây chỗ này là khu vực hang câu này các bạn. À, ảnh này ảnh hang câu, người ta không để tiêu đề ha. Lý Sơn ảnh Bảo Anh, nhưng mà chỗ này là hang câu này. Hôm qua mình đã tới vị trí này rồi. Đó. Hang câu này các bạn. À, hang sau chỗ bãi tắm. Chỗ bãi tắm bãi đảo bé nè, bãi tắm đảo bé nè, cái khu vực này nước rất là trong luôn, nhìn thấy san hô luôn nè các bạn. Này đây là chiếc thuyền ngày xưa chắc đi ra đây quá, chiếc tàu khá là nhỏ. Này cái bánh lái này, bánh lái đây nè. Bánh lái nè, bên đó cái này phía trước, cái này lái phía sau nè, bánh lái phía sau nè, phía trước là nó dạt nước ra hai bên, cái thúng này, thúng bắt cá này, này một nguyên chiếc thuyền, chắc cái thuyền cũ ngày xưa đó, ghe câu này các bạn ơi, ghe câu là phương tiện của ngư dân, Nam Hải rồi.
câu. Ra câu này là cái ghe mà kỷ niệm xưa giờ ở ngư dân ở Trường Sa đánh bắt cá đó. Rồi mình coi đây. Đây là di cốt song tán người cổ Sa Huỳnh, xóm Ốc, thôn Đông, xã An Vĩnh, khai quật năm 1997. Hài cốt nè, hài cốt hai người song tán nè. Đây là thượng tượng Thiên Y Anna và hai thái tử ở dinh Trung Yên, xã An Hải, huyện Lý Sơn nè. Cổng đình An Vĩnh, cổng đình An Vĩnh nè các bạn. Thành Phú Xuân, Huế, nơi đội Hoàng Sa đến giao nộp sản vật. Đây là gì? Không đặt tay lên kính. Đây là những cái tấm bài lệnh bài người đã khuất rồi đó. Này là gì? Đồ chiếu cái chiến binh Hoàng Sa mang theo. Đồ chiếu lên đây này. Cái này là cái lưu chứa nước. Quảng Ngãi 03 chiếc tàu ha. Đây là những cái kỷ vật mà những cái chiến binh Hoàng Sa ngày xưa mang theo nè các bạn. Đảo Hoàng Sa. Đảo Hoàng Sa và Trường Sa ha. Đảo này đảo Hoàng Sa. Và cái đây là đảo Trường Sa. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đây, những cái kỷ vật từ xưa nay nè, đã đánh dấu lãnh thổ Việt Nam nha, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đảo Hoàng Sa, vĩ độ, kinh độ đây. Đây là phía sau hết rồi các bạn, khu vực này vượt phía sau hết rồi. Rồi mình lại đây một dòng nữa coi, có những cái gì. Đây là những cái chữ quốc ngữ ngày xưa đây, này mình không biết đọc. Mình quay đây các bạn có thể xem bản đồ rồi đây. Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ cổ Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa on Việt Nam Asian Map đó nè các bạn. Cái bản đồ Việt Nam ngày xưa có đảo Hoàng Sa, Trường Sa luôn nha. Bản đồ có ghi địa danh Vạn Lý Trường Thành, Trường Sa, Vạn Lý Trường Sa ở phía ngoài Cù Lao Ré. Trong tập đồ đó, đầy đủ đó. Này các bạn nào biết chữ thì tiếng này các bạn đọc nha, nó nguyên một cái sách luôn nè, khá là nhiều. Những cái chữ này là người ta ken màu ra, người ta ken màu những cái tờ ngày xưa, người ta ken màu ra nè các bạn. Đây những cái gì vật cổ ngày xưa đây, nồi đồng, những cái nồi đồng, nồi đá gì ngày xưa đây nè. Dầu rái gì đây đó. Sơ đai dùng để xử lý khi thuyền bị lậu nước, tức là thuyền mà nó vô nước là dùng những cái này để nhét nó lại, trám nó lại các bạn. Đây phần trưng bày của đảo Lý Sơn nha các bạn. Rồi ở phía giữa đây có những cái gì? Này, trên giữa đây có những cái bản đồ Việt Nam ngày xưa nè các bạn, và những cái chữ quốc ngữ ha, những cái chữ ngày xưa, cái chữ này mình không biết đọc nha các bạn. Này, mình quay cho các bạn xem. Này, mình quay chậm chậm, các bạn có thể là bấm dừng lại để mình đọc ha. Ở đây nè. Đây tập bản đồ Việt Nam ngày xưa nè. Bị rách luôn nè các bạn. Này, có rất là nhiều ha. Này, tập bản đồ này. Mongolia gì đây này, bản đồ cả thế giới luôn đó các bạn. Này bản đồ thế giới đó. Việt Nam nằm chỗ nào, này là đang ở đâu, An gì đây,
Hồng Kông à, bên hông Chợ Lớn à. Này bản đồ này nó trích từng phần á, mình chưa có thời gian mình coi. Đây. Có những cái quyển sổ rất là bự luôn. Rồi. Đảo Trường Sa ha, Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam. Rồi mình quay sơ lại tổng hợp của các bạn ở đây. Hết rồi nè các bạn. Rồi thì nãy giờ mình cũng giới thiệu cho tất cả các bạn ở những cái vật phẩm trưng bày của nhà trưng bày đảo Lý Sơn nha các bạn ha. Có những cái cột mốc đảo Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem để biết Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là vui và hạnh phúc. Bye bye.